Thưa quý vị, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Quốc hội sáng nay với nhóm ngành văn hóa xã hội, một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, đặt câu hỏi nhất, đó là vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, chất lượng đào tạo nghề hiện nay. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham gia trả lời chất vấn của các đại biểu. Tôi xin gửi đến Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội một câu hỏi như sau. Một trong những tồn tại hạn chế trong báo cáo kinh tế xã hội nhiều năm đã chỉ ra là chỉ tiêu về tốc độ tăng năng suất lao động thấp, không đạt chỉ tiêu kế hoạch. Theo báo cáo của Chính phủ thì có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề chưa cao, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Chất lượng đào tạo chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Đề nghị Bộ trưởng cho biết trách nhiệm của Bộ và giải pháp trong thời gian tới. Đại biểu nêu rất rõ ở chỗ là những hạn chế của chúng tôi. Thời gian tới đấy thì chúng tôi sẽ tập trung vào 5 cái giải pháp căn bản. Một là tuyên truyền nâng cao nhận thức để tạo cái sự ủng hộ của xã hội. Thứ hai là sắp xếp lại quy hoạch mạng lưới. Thứ ba là chuyển đổi cơ cấu lao động. Thứ tư là phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu thị trường. Và thứ năm là kết nối doanh nghiệp, đào tạo kép, mỗi doanh nghiệp phấn đấu để trở thành một cái trường nghề. Xin mời Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Đối với vấn đề nâng cao năng suất lao động, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, Chính phủ vừa ban hành quyết định 1305 ngày 8 tháng 11 năm 2023 về chương trình quốc gia tăng năng suất lao động đến năm 2030, trong đó đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể, đặc biệt nhấn mạnh việc khẩn trương tái cấu trúc nền kinh tế từ sử dụng tài nguyên sang nền kinh tế xanh tuần hoàn. Điều này đồng nghĩa với định hướng ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Chuyển dịch của cơ cấu kinh tế thì ưu tiên đặc biệt là phải ưu tiên cái vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Ở đây sẽ được đề cập trong các cái nghị quyết của Đảng, các cái văn bản pháp luật nhà nước nói về vấn đề giáo dục đào tạo, phát triển con người. Và nhấn mạnh là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nó là vừa là tài nguyên vừa là động lực mới để cho phát triển. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng khẳng định phát triển con người luôn là ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là nhân lực trong các lĩnh vực then chốt, các ngành trọng điểm. Chính phủ và các bộ ngành sẽ tiếp tục có những nghiên cứu, giải pháp đồng bộ, tận dụng tiến bộ công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Sau 2 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, tập trung sôi nổi, với tinh thần xây dựng tâm huyết và có trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành chương trình chất vấn và trả lời chất vấn. Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa 15, Thủ tướng, tất cả các Phó Thủ tướng cùng 21 vị Bộ trưởng trưởng ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội liên quan đến 21 lĩnh vực khác nhau. Tham gia giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ đang rất nỗ lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội trong những tháng còn lại năm 2023 và năm 2024, đưa ra nhiều giải pháp trên các lĩnh vực kinh tế, giao thông, nội vụ, y tế. Thủ tướng cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực, vừa giải quyết các vấn đề trước mắt, vừa chuẩn bị cơ sở tiền đề cho những năm tiếp theo. Phát biểu bế mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành khi thẳng thắn trả lời các chất vấn của đại biểu Quốc hội trên 4 nhóm nội dung kinh tế tổng hợp, kinh tế ngành, an ninh tư pháp, văn hóa xã hội. Trên cơ sở kết quả của phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các trưởng ngành tiếp thu tối đa ý kiến, thực hiện quyết liệt, đồng bộ và toàn diện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát và chất vấn, tập trung vào việc khắc phục kịp thời, đầy đủ, hiệu quả những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong từng lĩnh vực. Trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 8 tháng 11, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Nhiều ý kiến đề nghị ban soạn thảo cần có chế tài xử lý việc đấu giá tài sản rất cao rồi bỏ cọc nhằm thao túng thị trường. Nhất trí với việc sửa đổi luật đấu giá, tuy nhiên nhiều ý kiến đại biểu đề nghị ban soạn thảo bổ sung quy định xử lý vi phạm đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân tổ chức có liên quan. Thời gian qua đã xảy ra trường hợp người trúng đấu giá bỏ cọc, không nộp tiền để nhận tài sản trúng đấu giá, đặc biệt là các tài sản có giá trị rất lớn, ví dụ như với biển số xe và bất động sản. Chúng ta đang thực hiện thí điểm đấu giá về bản số xe, có số đẹp. Nhưng mà vừa rồi có là một người mà đấu giá đến 3 bản số xe, có trị giá đến 32 tỷ, sau đó là bỏ mặt cọc, ảnh hưởng đến cái uy tín,
rồi ảnh hưởng đến cái việc tổ chức đấu giá. Thực trạng này thì cũng phải có cái sự xem xét bổ sung xử lý chứ. Nhiều ý kiến cho rằng quy trình thủ tục đấu giá hiện nay đã quá lạc hậu, vẫn hoàn toàn theo kiểu thủ công, từ đó đề nghị nên sửa đổi toàn diện luật đấu giá tài sản, bảo đảm ứng dụng công nghệ vào hoạt động đấu giá. Ứng dụng công nghệ khoa học, công nghệ ở đây là như thế nào? Bây giờ thì đủ rất là nhiều hình thức. Chúng ta có thể lưu giữ số liệu, số hóa vân vân. Người ta ngồi từ rất xa, thậm chí không ngồi ở đất nước này, người ta vẫn có thể tham gia được đấu giá. Nhiều đại biểu cũng đề nghị quy định chi tiết hơn về năng lực bộ máy, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ có liên quan đến xử lý, đấu giá tài sản công, tài sản doanh nghiệp nhà nước. Điều này nhằm bảo đảm cho cuộc đấu giá được công khai minh bạch, hạn chế tối đa tiêu cực. Thưa quý vị, chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp đại sứ các nước Lào và Venezuela đến trình quốc thư. Chúc mừng Đại sứ Lào Khamphao Untavan nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Lào thực sự là mối quan hệ hết sức đặc biệt với tình hữu nghị, đoàn kết vĩ đại, được các đồng chí lãnh đạo tiền bối hai nước đặt nền móng, gây dựng và dày công vun đắp. Chủ tịch nước tin tưởng bằng hành động của mình, hai nước sẽ nỗ lực làm sâu sắc thêm tình hữu nghị vĩ đại, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Cho rằng năm 2024 có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với chính phủ và nhân dân Lào anh em với vai trò Chủ tịch ASEAN, AIPA, Chủ tịch tin tưởng chính phủ Lào sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên cương vị mới. Đại sứ Lào Khamphao Untavan trân trọng chuyển tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit và qua Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời thăm hỏi chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thonglun Sisulit đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại sứ Khamphao Untavan khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển toàn diện và hiệu quả hơn nữa trong tương lai. Tiếp đại sứ Venezuela Juan Carlos Fernandez Juarez, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, tin tưởng trong nhiệm kỳ của đại sứ, quan hệ hợp tác Việt Nam-Venezuela sẽ đạt được nhiều thành tựu mới. Cho rằng hai nước có tình hữu nghị truyền thống, tình bạn bè thân thiết và nhiều điểm chung, Chủ tịch nước khẳng định đó là những tiền đề quan trọng để đưa quan hệ đối tác toàn diện phát triển mạnh mẽ. Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, Ủy ban Liên chính phủ hai nước sớm triển khai các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt là trao đổi tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, nhất là trong lĩnh vực năng lượng. Trân trọng chuyển tới Chủ tịch nước lời chào của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và nhân dân Venezuela. Đại sứ Venezuela nêu rõ hai nước có quan hệ truyền thống hữu nghị gắn bó, tán thành với việc nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác song phương. Đại sứ tin tưởng Ủy ban Liên chính phủ hai nước sẽ phối hợp tích cực, triển khai hiệu quả các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại, kết nối hàng không, y tế và công nghệ. Thưa quý vị, tối nay Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật Trung ương đã tổ chức lễ tổng kết trao giải hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ tư. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ngày 9 tháng 11. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tham dự buổi lễ. Sau một ngày tranh tài, Ban tổ chức hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ tư đã trao giải nhất cho đội thi tỉnh Hà Tĩnh, hai giải nhì cho đội thi tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, ba giải ba cho đội thi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ninh Bình và thành phố Hà Nội. Hội thi là dịp để các hòa giải viên học hỏi, trao dồi kinh nghiệm, kiến thức pháp lý và kỹ năng hòa giải. Đây chính là sự cổ vũ động viên cho những đóng góp, cống hiến của đội ngũ hòa giải viên trong đời sống xã hội, nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở. Nước ta có hơn 86.000 tổ hòa giải với hơn 540.000 hòa giải viên. Trung bình mỗi năm các tổ hòa giải trên cả nước đã tiến hành hòa giải trên 100.000 vụ việc chấp hành mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, đạt tỷ lệ hòa giải thành trên 80%. Thực tiễn thi hành luật hòa giải ở cơ sở cho thấy, ở những địa phương làm tốt công tác hòa giải thì tình hình an ninh trật tự được giữ vững, hàng năm số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chiều nay ngày 8 tháng 11, Thời báo Tài chính Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức diễn đàn thuế hải quan năm 2023 với chủ đề Chuyển đổi số ngành thuế và hải quan, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Liên tục 7 năm qua, Bộ Tài chính luôn dẫn đầu trong xếp hạng về chỉ số sẵn sàng cho việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Đặc biệt, các lĩnh vực thuế, hải quan luôn tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số, đạt nhiều kết quả tích cực, được người dân, doanh nghiệp, tổ chức đánh giá cao. Các cái thủ tục liên quan đến thuế, đặc biệt là thuế hoàn thuế giá trị gia tăng,
ngành hải quan thì liên quan đến cái việc mà thông quan, đặc biệt là đẩy nhanh cái việc mà chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường từ tiền kiểm sang hậu kiểm và rất nhiều các cái mặt hàng, sản phẩm mà khi xuất nhập khẩu thì rất là nhanh chóng. Thời gian trước thì mất khoảng từ 3-5 ngày, nhưng mà hiện nay trong vòng 1 ngày thì các cái thủ tục mà thông quan đã được giải quyết. Vấn đề nữa là tiết kiệm được các cái thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp. Hiện nay, hệ thống khai thuế điện tử đã triển khai tại 63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc, trên 99% doanh nghiệp sử dụng khai, nộp và hoàn thuế điện tử. Ngành hải quan cũng ghi nhận 250 thủ tục hành chính được thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia. Muốn cho cái việc triển khai cho doanh nghiệp ngày càng thuận lợi hơn thì một trong những cái yêu cầu chắc chắn phải thực hiện đó là chúng ta phải định danh được các đối tượng liên quan khi tham gia trên môi trường điện tử. Và một trong cái định danh đó là việc xây dựng cái kết nối giữa cơ quan hải quan, kết nối thông tin giữa cơ quan hải quan với các bộ ngành nói chung, nhưng đặc biệt với cơ sở dữ liệu về dân cư. Đấy là một cái yếu tố đặc biệt quan trọng. Tại diễn đàn, các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp cũng đã thảo luận, chỉ ra những tồn tại, vướng mắc. Qua đó kiến nghị các giải pháp phù hợp với lộ trình chuyển đổi số của chính phủ, giúp giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị, Văn Cao là một chiến sĩ cách mạng, nhưng cũng là một người nghệ sĩ đa tài. Ông đã khẳng định tài năng của mình trên cả ba lĩnh vực, thi ca, hội họa và âm nhạc. Và hầu như ở lĩnh vực nào, ông cũng là một chiến sĩ tiên phong. Những bìa sách tranh minh họa trên các báo do nhạc sĩ Văn Cao chính tay vẽ, cùng những câu chuyện, những hồi ức về nhạc sĩ Văn Cao. Tất cả được kể lại trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao do Báo Nhân dân phối hợp với Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương tổ chức. Trong thế kỷ 20, nếu nói đến một thiên tài về văn học nghệ thuật của Việt Nam, người ta sẽ nghĩ đến Văn Cao. Trong lĩnh vực hội họa, với năng khiếu thiên bẩm, ông làm bìa sách, vẽ tranh minh họa, ký họa chân dung, hàng trăm bức tranh minh họa cho báo Văn Nghệ. Rất nhiều bìa sách ông làm cho các nhà xuất bản thanh niên, phụ nữ, ngoại văn, một số chân dung bạn bè văn nghệ sĩ thân quen đã được công chúng đánh giá cao. Trong 100 cái bìa của ông ấy, chúng tôi cũng chọn lựa ra được khoảng từ 5 đến 6 phong cách trình bày rất độc đáo. Thế mà theo các họa sĩ đánh giá thì cũng có thể nói về một trường phái vẽ bìa của Văn Cao. Ngoài ra thì gia đình nhạc sĩ cũng sẽ mang đến một số những bức tranh sơn dầu rất còn hiếm hoi của nhạc sĩ Văn Cao mà chúng ta còn lưu lại được. Bên cạnh nhạc, thơ này thì hội họa đấy, cũng là một cái khía cạnh tài năng hết sức đặc sắc của Văn Cao. Những di sản ấy đã được hiện diện trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao do Báo Nhân dân và Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương phối hợp tổ chức. Bằng các cái bài phát biểu, các cái tham luận của các nhà khoa học, của các văn nghệ sĩ và có những người đã từng có cái thời kỳ sống bên cạnh Văn Cao thì người ta sẽ nói về ông. Để chúng ta có một cái nhìn đầy đủ sâu sắc hơn về Văn Cao. Bằng tài năng thiên bẩm, bằng sự tự học, tự rèn, đổi mới sáng tạo, Văn Cao đã có những cống hiến to lớn với nền văn học nghệ thuật nước nhà. Ông đã được nhà nước trao tặng nhiều giải thưởng cao quý. Tâm điểm của chuỗi hoạt động là tọa đàm khoa học với chủ đề Thế giới nhạc, thơ, họa của Văn Cao. Với nhiều khán giả yêu mến Văn Cao, đặc biệt là những người trẻ, đây là dịp được chứng kiến những tinh hoa mà nhạc sĩ Văn Cao để lại. Thưa quý vị, hiện thực hóa mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Trung ương 6 khóa 13 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, tại Đảng bộ huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, công tác nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công đã được quyết liệt triển khai. Từ đó, nhiều mô hình mới, cách làm hay đã được ra đời và mang lại hiệu quả thiết thực. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Triển khai đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả, từ tuyên truyền trực tiếp cho người dân đến tận dụng các tổ đề án cấp thôn, xóm, bản hay tuyên truyền bằng tranh ảnh và mạng xã hội. Nhờ đó, trên 200.000 căn cước công dân đạt tỷ lệ 100%
đã được cấp đến những công dân trên địa bàn huyện. Trên 150.000 tài khoản định danh điện tử cũng đã được thực hiện. Xây dựng nền tảng dữ liệu dân cư và lấy cái dữ liệu này làm gốc để triển khai các cái dữ liệu khác liên quan đến cái chuyển đổi số. Thì lực lượng công an đã làm tốt công tác là xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư cũng như là làm tốt cái triển khai cái xây dựng về các cái nội dung và đúng đủ sạch sống đối với dữ liệu dân cư. Và bên cạnh đó đã quyết liệt triển khai và đã thực hiện tốt việc từ cái việc là hoàn thành cái việc cấp căn cước công dân. Đối với công tác dân vận chính quyền, phong trào ba cần, ba đúng, ba không, ba chống, ba quyết tâm được tích cực triển khai thực hiện. Trong đó đặc biệt chú trọng tới tiêu chí ba cần, ba đúng, gồm cần phải gần dân, học hỏi dân, vui vẻ, tiếp xúc với dân để hiểu dân. Cần phải đúng hẹn với người dân, cần phải vui vẻ, xin lỗi nếu như mình sai. Đúng chủ trương, pháp luật trong tham mưu, đúng quy trình, nội quy, quy chế làm việc và đúng lịch hẹn với người dân. Trên cơ sở của cái phong trào ba cần, ba đúng, ba không, ba chống, ba quyết tâm này thì nhiều địa phương có những cái mô hình và cách làm hay. Cụ thể như là cái mô hình về vị dân của xã Thanh Nho, xã Thanh Thịnh, vân vân. Tức là cán bộ các cấp chính quyền là về làm việc tại từng xóm bản. Những người dân mà ai có cái vấn đề gì chưa rõ, cần hỏi, cần giúp đỡ thì cán bộ là hướng dẫn cho dân và thực hiện cái công việc cho dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của lĩnh vực hành chính công, đặc biệt là cải cách hành chính, là nhiệm vụ, mục tiêu được Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Chương đặc biệt quan tâm. Trong chương trình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 31 thì chúng tôi đã đưa vào để ban hành một nghị quyết kèm theo đề án. Và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành nghị quyết về việc đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hoạt động của chính quyền từ huyện đến cơ sở giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó thì bắt nhịp cái xu thế chung là chúng tôi đẩy mạnh để cải cách, là để chuyển đổi số, và đều được dựa trên ba cái trụ cột rất quan trọng, đó là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công cũng là giải pháp cần thiết để góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch, như định hướng mà Đảng ta đề ra cho giai đoạn 2021-2030.